Nào, đây đây. Con tên gì? Dạ, con Giuse Phan Văn Hảo, con ở giáo phận Vinh, Nghệ An. Rồi, con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 24. 24 tuổi, còn con? Maria Phan Thị Đình, con là O của cháu. O là sao? Cô ạ. Cô, O là cô, rồi con chia sẻ cho mọi người coi cháu của con được tên gì? Dạ, con thưa cha. Nói về đền ơn Chúa thì rất là nhiều, không có thời gian. Nhưng mà những cái ơn gần nhất từ khi con bước chân đến lòng thương xót Chúa này là lần thứ 4. Bị cha đặt tay 3 lần thì bản thân con là bệnh dạ dày tá tràng lâu năm, mười mấy năm rồi. Con uống nhiều thuốc rồi không khôi. Nhưng lần thứ 3 là cái hôm Chúa Thánh Thần hiện xuống thì về là con thấy không có phải đi bệnh viện mà con đi nội soi. Về số âm ai cũng bảo con vậy, nhưng mà con vì con đi làm thuê làm công cho họ cho nên con nói chưa có thời gian chủ nhật thiểu nghị. Thế con nói con cứ đến lòng thương xót Chúa để con tin thắng cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ chữa lành cho con, vì nếu Chúa muốn thì con sẽ được khỏi. Con vì vậy thì từ một tuần trở lại đây là con không có bị già đầy hơi khó ngủ được. Con cũng bệnh khó ngủ rồi rụng tóc nhiều, thế con đều xin, con nói con xin ơn gì miền rằng để dạ cuối cùng thì cũng thôi hết rồi. Hallelujah. Hallelujah. Đó là người O được ơn của Chúa. Còn con được ơn gì của Chúa? Dạ, con mới đây thì cách cũng 2 tuần con bình bệnh thần lâu năm rồi. Mới đây thì bị nó phát lại là cái bụng nó căng trướng với là đau. Thì con hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì con cũng tới đây được cha đặt tay và được ơn Chúa. Sau vậy thì con cũng có bị vào nhập viện thì cũng được 10 ngày thì giờ con cũng có khỏi. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho O và cháu, cô cháu phải không? Đây cái máy 365 bài giảng nha. Để xin Chúa chúc lành cho con. Đây là gửi cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. Rồi, mời bạn.